Chào cậu, mình thích cậu đó. Đừng quên đi. Sao nói chuyện cậu cứ che mặt thế? Ôi, mình hình như là bạn bị lát thật à, có bị lát không? Nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Ê nhỏ kia, tao nói mày không nghe hả thằng mặt lờ? Nước đã hình thành trong hàng triệu năm. Trước khi bắt đầu điều đầu tiên, để tôi kể bạn nghe một câu chuyện. Đây là Vinh, cậu ta là một dân chơi trong Minecraft. Như thường ngày, sinh tồn chặt gỗ là vấn đề bắt buộc phải chặt. Không biết chặt thì nghỉ mẹ game đi, nên Vinh bắt buộc phải làm. Nhưng từ xa xa kia, có ai đó đang núp lùm Vinh từ xa. Anh ấy nở bằng nụ cười thân thiện và muốn giúp đỡ. Quả là anh cờ zipper thân thiện quá đi. Cái lồng bàn gì thế nhở? Ai hát yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Thế giới này thật đáng sợ. Bạn ngoài đời thường xuyên ngủ gặp ác mộng bóng đè ư? Bạn muốn trải nghiệm ngay trong game không? Đừng lo, đã có video này rồi. Loại giường ác mộng được thiết kế bởi Vinh MC tạo cảm giác phê pha lú lần khi ngủ. Như vậy sẽ khiến game tăng phần kịch tính và hấp dẫn hơn đúng không các bạn? Thôi được rồi, dẹp nghỉ quảng cáo giường.
Điều 3 chỉ là gì sọt bách thôi các bạn. Nhưng nếu muốn game kịch tính thì không thể thiếu gì sọt bách kinh dị rồi. Chơi nó luôn, sợ méo gì B, chạy ngay đi C, game mode 1D, hacker. Hẳn bạn đã có đáp án cho mình rồi chứ nhỉ? Cô gì ơi, cho em hỏi đường xíu được không ạ? À? Alo, can you answer? Chị không trả lời thì thôi, cứ dập bóng em á lộn, bóng đèn của em là sao ạ? À? Chị không trả lời thì thôi, đưa em tới đâu luôn dị, what the fuck? Bức tượng này có ở ngoài thật và có tên là Weeping Angel, thiên thần than khóc, dựa trên một bộ phim là Doctor Who. Cử động khi không có ai nhìn và sẽ hấp thụ dinh dưỡng bằng cách gửi nạn nhân về quá khứ.